Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mấy hôm trước game mới cập nhật sự kiện cặp đôi và tính năng cầu hôn. Không biết mọi người làm nhiệm vụ sự kiện đến đâu rồi nhỉ? Mình thấy mấy nhiệm vụ khá là dễ, chắc mọi người làm được hết rồi ha. Trong bản cập nhật lần này mình thích nhất là tính năng cầu hôn. Giờ mình sẽ cùng mọi người vô trung tâm thời trang mua nhẫn để cầu hôn nha. Không biết ai là người bí mật được mình cầu hôn nhỉ? Mọi người xem tiếp video để được bật mí nè. Rồi ok, vậy là mình đã vô trung tâm thời trang rồi nè mọi người. Vừa vô thì đập vào mắt chúng ta là cửa hàng nhẫn Love Ring mới mở. Giờ mình sẽ cùng mọi người vô cửa hàng mua nhẫn nha. Chạy mà muốn giảm mấy ký cuối cùng cũng tới cửa hàng rồi mọi người. Chứa đựng chân tình, dành cho khoảnh khắc vĩnh cửu. Đây là Love Ring, nơi đồng hành cùng khoảnh khắc quý báu của bạn. Trong cửa hàng sẽ bán 3 hộp nhẫn với giá từ 200 kim cương đến 2000 kim cương. Nghe giá thôi mà thấy đắt cắt cổ rồi mọi người. Hộp nhẫn đôi bạc này 200 kim cương rẻ nhất trong 3 hộp nhẫn. Tiếp theo là hộp nhẫn đôi vàng với giá 1000 kim cương. Khi mua nhẫn vàng thì sẽ nhận 2000 điểm kinh nghiệm khi tặng nhẫn đôi và tăng 20% điểm kinh nghiệm nhiệm vụ couple. Cuối cùng là hộp nhẫn đôi kim cương với giá 2000 kim cương. Nghe xong giá cái đứng hình mất 5 giây luôn mọi người. Mà đắt cũng phải tại kim cương đâu có rẻ đúng không mọi người. Khi mua nhẫn kim cương sẽ nhận 5000 điểm kinh nghiệm khi tặng nhẫn đôi và tăng 50% điểm kinh nghiệm nhiệm vụ couple. Mình thì đang có 2100 kim cương, tích góp mấy năm chơi game được bằng này đó mọi người. Mua nhẫn 2000 kim cương hay 1000 kim cương thì tiếc kim cương quá trời. Sau một hồi suy nghĩ thì mình đã quyết định mua hộp nhẫn đôi bạc 200 kim cương. Còn để dành kim cương hôm nào dành đập hộp mới trong cửa hàng cho mọi người xem sau. Khi mua nhẫn xong thì nhẫn sẽ nằm trong ba lô ở chỗ cặp đôi. Giờ mình sẽ chọn một người để ghép đôi. Mình sẽ đăng ký ghép đôi với chị MB nha mọi người. Chị MB là người bí mật đã được bật mí. Mọi người xem kênh mình từ lâu thì chắc biết chị MB rồi nhỉ. Mình và chị MB là chị em thân thiết chơi game với nhau cũng gần 2 năm rồi mọi người. Giờ mình sẽ đợi chị MB qua để cầu hôn cho mọi người xem khi cầu hôn thì nói như thế nào nè. Chị MB qua rồi nè mọi người. Giờ mình sẽ cầu hôn chị MB. Cầu hôn có hiệu ứng đẹp quá trời luôn mọi người. Khi cầu hôn xong thì nhẫn sẽ được đeo vào tay và trên tên của mình sẽ có tên người mà chúng ta ghép đôi màu hồng. Nhìn mê thiệt chứ. Khi cầu hôn xong thì sẽ có hồ sơ couple trong trang cá nhân và có các nhiệm vụ couple cho chúng ta làm để tăng level. Mấy nhiệm vụ này cũng không khó lắm đâu mọi người. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng độ thân mật và sẽ nhận được các hành động couple đặc biệt. Mấy hành động này nhìn dễ thương mà cứ hài hài làm sao á mọi người. Mình thích cái hành động tủm tỉm này. Khi nào mà không nghe lời là xoay vòng vòng chóng mặt cho xỉu luôn. Vậy là mình đã cầu hôn người bí mật đã được bật mí cho mọi người xem rồi. Mọi người đã được ai cầu hôn hay cầu hôn ai chưa nhỉ, bình luận cho mình biết nha. Hiện tại thì mình đang 13,49k điểm tiệc trò chơi này mọi người. Một điểm nữa là lên 13.500 điểm rồi. Cuộc đua top bảng xếp hạng vẫn chưa tới hồi kết. Còn 500 điểm nữa là mình đạt cột mốc 14.000 điểm. Mình sẽ cố cày lên 14.000 điểm rồi tính tiếp. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình một đăng ký để mình có động lực cày điểm tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Giờ mình vô chơi game cuối lên 13.500 điểm cho mọi người xem nè. Let's go. Chúc mọi người xem video vui vẻ.